Ok, សម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់ទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តលើដីខ្វូតា ដែលលើទីខ្វូតាតើវាប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍អី អញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យខាងក្រោម ខ្វូតាគឺជាធូលមួយដែលយើងប្រើសម្រាប់បែងចែកហាត្រៃ ដែលយើងហៅថាហាត់នេះ គឺជាត្រៃមួយដែលប្រើសម្រាប់ស្តុក data ឲ្យ user account អាចផ្ទុកទិន្នន័យបានទំហំប៉ុណ្ណានៅក្នុងម៉ាស៊ីន local ឬក៏នៅលើម៉ាស៊ីន server អញ្ចឹងមានន័យថា dequota យើងអាច ធ្វើការរៀបចំទាំងនៅលើម៉ាសុីន client ដែលជាពពុះ workstation ក៏បាន ឬក៏យើងអាច អនុវត្ត សម្រាប់ម៉ាស៊ីន server ដែលជាម៉ាស៊ីន សម្រាប់ store data ក៏បានដែរ ជាទូទៅការរៀបចំ quota មាន 2 ប្រភេទ យើងអាចរៀបចំ quota នៅលើត្រាយ property អញ្ចឹងអារៀបចំ នៅលើត្រាយ property នេះគឺប្រើសម្រាប់ ត្រាយ ទាំងមូល របស់ hard disk ឬក៏ trai đã ban bài chạy partition xâm store data robot hd đôi chia tha si xin mẹp đã window đi xin mẹp đã data chẳng kia ai chờ cầm nọt lưu trai đi xin mẹp đã data ao user bà bà nâng trong công tơ nâng chẳng tơ chẳng nâng kia hai tháp bộ quota để dương thư ca cầm nọt nâng lưu trai tòa lạc khăn mấy cứ dương nâng sắc xa ở bần tọa tiết nít dương nâng thư ca bằng hai thả ta trải nước việt tiêm ti lại khăn này khác bạn ai cầm nọt quota bạn nâng quota mùi prophet tiết dương thư ca cầm nọt chỉ mùi nâng file resolve manager chứ là file resolve manager ní vì mình men thật nước không nông phục vụ workstation được gặp ra bác mùi window client dương thông mà đá bán nè lúc ra tay phục vụ window server ban vì mình function thư ca cầm nọt nè chương trọng lòng vĩnh Kana để cái trong hiệp đi quota hay có quota đi cứ kê men pi prophet trong thuê lưu pra try property của bạn trong thuê lưu file resource manager của bạn nè chẳng ta mà dùng đấy dương tha ụ ti họ hạ đi dương mặt tề bởi dương men user đọc nè chẳng mới tha tổng hôm hạ đi mặt tề nó cứ chụp bạc chìa pra pra ban đọc nè ai còn tay nó không kiểm nào đọc nè nó bảo men user p của user 7 cho chất store data chẳng user của môi bởi nhạc tiết quát store data ở tỉnh ta user p nhạc store data chân chẳng đàm ấy ở miền tiếp smart này mê tha ô kỳ nhị thẳng user môi môi ai store ban từ màn vẻm chi chẳng bởi nhạc store hô vì vẻm chi ọt ai store lưu phí năng ba này vì thử limit từng vận năng tỏa mãn này nâng chẳng mê tha kế ប្រើប្រាស់ទី 1 សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ user 1 សំទោស computer 1 ប្រើ user ចាស់នេះ ហើយសម្រាប់ធ្វើការ protect ជាមួយនឹង user ដែលចូលចិត្ត store ឯកសារច្រើន លើសពីគេ ណា អញ្ចឹង dequota វាមានផលប្រយោជន៍ អញ្ចឹង អានេះ បើនិយាយពីលើ try property មិនត្រឹមតែ try property ធ្វើការងារនឹងបានទេ លក្ខណៈសម្បត្តិ មួយ ទៀត នៅក្នុង file resolve manager នេះ វាធ្វើការងារកាន់តែប្រសើរនៅលើ try ជាង try property ទៅទៀត chẳng ở dưới lần thứ ca bằng hai đi cần sập môi mà đo môi mà đón ok chẳng dương chôn đây trong loại tim mối dưới này dương pi quota để dương thứ ca cùng loại chim môi đang trải property ở đôi khi đá cứ nó không ca cùng loại lưu trải property dương ai thứ ca nghe ban ở từ lưu mà xin pi prophet mà xin tim mối dương ai ở thứ ca cùng loại chim môi đang ở user local chẳng user local vì mình men men tại chỉ mỗi nâng bộ Windows client dưới này chỉ tôi tới nửa lưu server tôi bảo sân chỉ server nâng automan tả lãng tới dự đủ mắn nhưng mà các user môi của user lưu bị môi nâng có những ai thư ca cũng nọt bán này nè rưu có server nâng bán promoter chia ở domain controller có những ai thư ca cũng nọt bán này nè trên cái này ní dương ở dây focus phía trang từ lực client còn tay để ai cầm nọ đi quota bán nửa lưu computer bao nhiêu rồi còn nửa lưu hard drive bao nhiêu tất cả format hard drive bao nhiêu này vì tìm tiêu file system chia NTFS và sân chỉ dùng vào bộ phần sản phí cứ bị ọt miền này ở option quota này nghe chẳng ở dân thức cả bằng hãng lưu mình xin khả ấn chẳng dùng từ mưu ăn vọt ọt này ok chẳng cụ switch đi cho sân ok dương tự can computer client bây dương ok nếu không computer mùi ní
đại chi Windows client dương cho được căn file explorer. Ok, chẳng ở dương sự cái khi thay nó không công tàu và dương cứ miễn phí partition, try C hay là try D. Chẳng ở dương khi nhá cứ partition C cứ pra sản lập store ấy. Hay nâng partition D cứ dương ai ở pra sản lập store file. Chẳng dương tới check mưa file system là lưu lưu partition D nè. Quạt ở pra file system ấy. Chẳng dương right click to the try D, dương dương property. Chẳng try đi bao dương cứ file system là việc prá cứ ấn thiệt ai chẳng bảo ấn thiệt ai với trời lạc khán là dương ai thư ca cộng nọt của ta bàn hai nè không phong đáy nè bây là dương right click từ lưu try đi để việc prá prá file system ấn thiệt ai dương đừng khuyên thêm mỗi chú mô thá quota nè quota chẳng tí tiết trên bằng 2 tác quota tại configure mạch ok nè không chênh là rõ theo tất đài. Nếu không trên rõ thêm này, có việc bằng 2 nhằm phí bỏ ra miễn space rồi bỏ trái đi miễn tùm hôm sử dụng tượng Osma nông phẩm ảnh chỉ chẳng chỉ default chỉ tu tới trái đi này cứ tùm hôm rồi bỏ quát cứ Sma nông mở rồi cài sử dụng chỉ chẳng hạ đi bỏ dưỡng chung cá dưỡng đạp phát sản đi thông tại tôi chỉ muốn các bạn thì hạ đi chẳng ở tạo vừa chung này khi dưỡng miễn tùm hôm tập phần năng tế. Ok chẳng sử dụng user để dưỡng ai pra mình này tha không cả lần này để chống pra user account robot computer local mini chẳng xem nhập user account để thay chống check user account bao nhiêu chống cho right click được computer như mình ấy local user and group cho user chẳng dùng men user admin hay user gì chẳng user bao nhiêu admin cứ ban disable dùng trong pra còn là dùng double click vô đi đó thì cái lại account is disabled cho lời nó những ai phải mình mà này và trái nhưng mà trong phải mình thích nhưng mà bằng cách user thông minh mua tiền chứng user thông minh mua tiền ưu tiên ta xem trong một cách mạng nhú chúng đã user mua mua hoàn đã ra. Ok chẳng password trong bài đã tế nhưng thì là nít trong bài bìa lọc tới của mọi tìm tìm password có tìm tìm chán clock chẳng cho mình user pi chẳng user đi bọc nhóm cho được không explorer manita hạt đi để chống ai pra bán cứ ở vậy là bó từ đó các em chỉ chẳng những ai ở show detail mơ tùm hôm hạt đi bó dưỡng cứ smart phép tư tới đợi pra lưu user đi mình ý vì ai pra hồ từ đó mở rồi các em chỉ chẳng ưu tiên tha chống thư ca lock off chạy trên vì user đi cho tự can user one đã chẳng những lock off. Ok chẳng switch user. Ok đã user vandara enter chẳng sắp đạp user vandara cứ chỉ user đã dựng một cái máy màu bình bùl hạt vì chấp đảm prepare this storm ní màu bình dựng ở toàn màn mình toàn màn log in cho chẳng cả log in cho tụi bóng vì ta anh ta prepare profile chẳng này được dựng màn sắc xa video môn môn chẳng đấy chẳng vì chấp đảm log in cho ná chúng dùng cho nó không interface máy mới này đã chỉ user mới để dùng công để cho là user one ra chúng dùng để check mưa thắt user one ra ai cập đáp ra hạt đi try đi bàn đồng hồ bàn nào chúng dùng cho là my computer chúng là mấy check mưa detail viết nhưng ai click từ computer chúng như thao nhưng khơi như này chúng ở one ra có quạt admin sắp đáp ra hạt đi nó không try đi rồi hoạt động rồi cái sắp làm chỉ đây chẳng mấy thay bảo sân chỉ user văn ra cứ chỉ user mới để quạt cho chất store để ta chờn viên nồng miên ở phía mình smart này tiết rồi viên user mới tiết nơi không computer local đi đá cứ user đấy quạt ra hạt đi bàn tỉnh chẳng đầm bay bay chạy không ca cầm nót ao user văn ra đi ra hạt đi limit mình ao ra ở tầm hôm là hộ đo phần năng nghề nè tại bởi ra user đấy đã chỉ user miễn quạt ai ra đo phần năng bán anh nó cứ dương thư ca cầm nót mạnh. Ok, đảm bây cầm nọt option mới ní dưỡng thư ca cầm nọt từ lưu user admin chân user read dưỡng đại chỉ user admin dưỡng ai lọc cho tới. Ok vụ lọc ó. Ok speed user cho user lọc cover dưỡng cái user read chân đảm bây cầm nọt user văn ra ai có pra hạt đi ở tiết thà bây giờ dùng lock off cho user one ra hoặc qua pra hạ đi ban tầm ta đọc chi tại user read ai pra ban mà rồi cái sắp làm chi
chẳng rồi biết thư ca cũng nói dương cho được cắn Explorer dương cho được cắn trai đi dương cho cũng nói quota dương right click property còn toàn móc dương cho được cắn quota thép hai click từ lưu bụt tông sau quota setting ok chẳng nơi không chẳng nói ní dương một thị dục enable quota management bọn tôi mọc thị dục deny mình thay dương chóng cộng nọt user pra pra limit nè chẳng nó không chỉ lọt nào mùi hơi cái này ní person mà dương ở thư ca cộng nọt space hạt đi nơi trong cái này ní mình thay nó không công chỉ tờ bỏ dương nè miền user mán viên nâng ăn vọt tạm ca cộng nọt cái này ní ní khi cái này tầm hôm space bỏ hạt đi hai kết chị ấy chúng ta kết với ai kết ở thông một phát đợi giờ bài nè tôi phát từng kilo bài chương hai đi với dương cũng là từng kilo bài mình đang tháp ở bàn màn thế nè chương đi ở ưu tiên thay là mấy cái bài chương mấy cái bài thì làm con thì buồn nhé sao làm chí nè nè chương cái này ní cứ dương ngọt thức ca cũng nói thì chỉ đều phổ của ấy bởi sân chỉ cũng nói cái này ní cứ user dương phẩm mán với tờ apply tới tưởng oh chương ca cũng nói tam user na muối kêu chưa sử dụng quota entry nè chẳng dừng cho một cái quota entry bụt tống ok bụt tốt mốc cho tới căn quota dọc new quota entry ok chẳng cái này nè dừng select user account để dừng chọn apply hay nâng tổng hôm để dừng chọn không nọt chẳng tiết thắc chung tới cả chữ user one data check name ok chiếc lịch sai dương ở miền bảy hàng tiết tông mùi lịch sai công tơ nick cho anh chia sẻ mà chụp đúng mà chẳng phải là dương ở select user mà đồng đó với tay anh ta ở tiêm tia user trình mau pina chẳng mà sân chỉ user bỏ computer bỏ dương ở cho anh mình tí vì ở trên đúng mà rồi có ấy với trên nhà lục kho này chẳng người thang trong trong dọc ở user lục kho dương đặt slá ok chẳng có lại nick với những đồ tới chia PC số mùi chẳng dương đạm mó rich như tiêm tiêm tiết xích ở password đấy when check or error trên cái này phải giờ ta có user admin này trên s admin ok it password trên mình chấp đảm verify user trên user này dùng pra sẽ nhập user local ok ok cái error bao dương mình cứ về là sao ở về pẹp pon chỉ mỗi năng ở machine bao dương ní cứ về thật nó không ở chỉ sử dụng chiếc bao đúng mình chẳng chỉ default cái là from this location vì trên pi đúng mình này bao dương chẳng là sao user one ra ní bên mình chỉ user đúng mình này chỉ user local chẳng cái là from this location xong đồ pi đúng mình máu local chúng lọc kho bảo dưỡng công tơ bảo này nhưng mà score lại cứ PC số mùi chẳng bảo vì chỉ PC số mùi dương thử chưa được công tơ nên bảo dưỡng được lại nè chẳng cụ trả cho lưu location vụ đồ mó PC số mùi còn toàn mốt dưỡng đã user lọc kho bảo dưỡng cứ văn đá ok check name chẳng viên đang apply ai xin nhập công tơ PC số mùi ok bản toán móc cứ vi chơi nhờ vi giá nó mùi tiết tệ tôn chỉ mùi nâng ở ca cầm nọt dispatch chẳng xa lạp user văn ra cứ dương đăng hết cứ overall total trải bởi dương trải đi khi tùm hôm rồi cao pram chẳng dương dục limit ở dispatch thu chẳng lại nếu hiếm chong ở quạp ra trở hạ tầm ăn đọc đọc ấy đọc chỉ chẳng dương dục đọc chỉ cả bấy chẳng bố set warning level chia chùm lạch mùi đa dương pra xa lạp alert xin nhàn nếu bây giờ hạn đi dưỡng trong off space vì nó đã low đi space chẳng có thể thay dưỡng đã nên muốn hay dưỡng đô một cái này ở chi cực bịt chẳng mê thay dưỡng phở ban là mà chí nâng bây giờ hạn đi vào dưỡng đô muốn chí với chấp đám thắng low đi space chẳng cái này đã nít xông đã thương mách ao vì ở miền cầm rật thao ô bộ có thay chất off space mến đang ở lợt xin nhà mà ao dưỡng chẳng dưỡng ai bán chúng đã đi ở tùm hôm ở mở rối ok rồi nha mở rối mấy ok chẳng mấy thay dương xong rồi mấy tiết vì nó alert nhá low dispatch ở dương đằng thao hạ đi chính trong off space ok ok
chẳng mấy tha dương bàn cầm nọt user mối chung một tha văn đá rá nơi khăn nông ở lọc khó computer bà dương đài pra pra hạ đi bà dương limit trăm chỉ biết ở đó đọc chi ở cả máy hay warning level mà rồi mẹ ok chân cụ apply ok ok close chẳng ở dân cầm phong để cho nó lưu user đi chẳng user đi dân chạy mọc lại nhờ Windows Explorer dân chạy mới cứ tùm hôm hạ đi trái đi với dân cứ là available hot đó một rồi cao sắp làm chi để dân ai phát bản còn tay nó phê thì dân chấp đam log off cho log in the can user Vandara ok log on cho other ok Vandara giờ mình password đi ok chẳng biết là dính cho log user Vandara dính cho một can try đi dính check mới chẳng available hạt đi vào dính bàn trong tầm màn đọc chỉ cái bài vậy nè chẳng là bây giờ thì các store data mình thấy đó sẽ môi trường rồi mấy cái bài viên nâng là lợi nhà và dưới được hàng Chrome thả ồ hạ đi chính trong hỏi tổng mà này nữa chẳng chỉ tu từ ca cầm nọt đi phô tả mình tha dương cầm nọt nó lưu công chỉ tờ khai ấn tì chẳng nó lưu server có đôi khi chẳng đại person bà dương miên user local hay dương trong cầm nọt quota ta ao user pra pra cứ dương thư đặc biệt tầm mùi để phần tay với tiêm tiêm mà tiêm tiêm hát trái là bao dương nhỉ chia prophet đại kỳ format file system chia NTIS chẳng bao chia NTIS dương nâng khuyên thép quota nó gặp lại nâng phần tay tôi từ vinh person ba gặp lại nâng chia phết xam pì rứt gọi chia phụ phết dương ngọn mình thép quota gặp lại nâng tì nè chẳng hạn đi coi chi chụp lại mũi này phim không đi là bỏ anh thì ai phá hay chỉ muốn đi khổ tại ở nâng anh thì ai hay nâng phép xăm pi chẳng bảo sinh dưỡng bảo phép xăm pi cứ vì ông mình sẽ lạp dạo ý tí hay cùng đi bảo đi mũi tiết toàn tham ách phép xăm pi mình ai túc tùm hôn phá mũi lương bị buồn chi bàn tì chẳng ở khiêm chứ tha bà chạy bón cứ user phía tráng qua bà bà bộ phá system chỉ anh thì ai ở hỏi ok chung bố ca cầm nọt đi khổ ta nơi khổ nông lọc khó rồi còn ở server cứ dừng bên trong trong phần năng ok xong học cùng.